các bạn, hiện tại đang là mùa diều nên hôm nay mình sẽ làm một clip thả diều nha các bạn. Mà thả diều bình thường thì chén quá nên hôm nay mình sẽ dắt mấy thằng cu thả diều và thử lấy hai con diều bay lên cao và cứa nhau thử coi như là một trận đấu vậy, thử như thế nào nha các bạn. Cái trò này hồi xưa mình cũng hay chơi lắm, mà giờ thấy tụi nó chơi trong ôn hòa mà mấy đứa nít giờ nó chơi ôn hòa lắm, không có đứa nào mà cứa diều nhau hết á. Nên hôm nay mình làm clip giải trí là sẽ thử thả hai con diều lên và cứa nhau nha. Đây là cu vĩ là nó chơi con cá mập xanh nha, còn mình là mình sẽ chơi con cá mập đen nha các bạn, cho nó men lì miếng. Con này muốn men tính mua con bồng hồng mà thấy không có bán thì tính mua cho ông Bảo con bồng hồng á mà không có bán hết, tại còn có hai con cá mập duy nhất à, nên mình sẽ chơi một con cá mập. Con này chơi sao vậy? À nó cứ vậy cái gắn cây giữa vô chơi phải không? Đây 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 đây, gắn cái cây giữa vô đây. Đó, ơi đơn giản chứ à. Ủa anh thấy sai sai sao? À cái cây nó luồn dưới đây hả vậy? Nè vậy thấy sai sai. Cái cây là thấy là thả không được rồi đó. Đó. Trời mấy nhiều bị gắn vô cái thả. Đu bay liền hết chưa? Đơn giản không? Đu đúng cái gì cá mập ha, để cái bay cá đạp luôn nè. Giờ thả bay đi luôn. Thì đảo lạng không? Ok, cột dây vô và chơi thôi. Mình sẽ cột dây vào nha. Chưa cục dây mà cứ bay cái con này. Cá mập ta bơi, cá mập này nó bay nha. Để đâu cục dây. Quan cho ông Bảo cuộn. Ơi cục diều đột vô ha, mấy con nó lên đỉnh cái nó giằng ra ha. Mày sao cây mày? Không ta. Cái gì? Cái gì vậy? Cây này bị đứt chỗ này nè. Trời có gì? Nè. Ủa nó tới hai cây luôn hả? Tới đây cây nữa hả? Ừ. À tới đây cây nữa. Cây bị đứt thì sao thả lên chả đứt gớt luôn á. Cây anh Lâm nó gãi vậy là kêu nó gì nữa nè. Cây em nè cũng gãi luôn nè. Ừ sao nhiều của em vậy. Chưa lên nữa mà nó đứt vậy rồi sao? Phải hỏi luôn đúng không? Không cần không ra không được. Anh khào hú vậy đâu thử cái bài không? Đây bài thử nha. Lên luôn nè. Lên hộ. Lên không? Lên không? Lên không? Sao nó lạc không ta? Thì đúng rồi, có ai dịp cái mỏ đó đâu. Lên luôn hả? À? Lên luôn, dân chơi mà sợ gì bữa ơi, lên luôn nè. Ủa da, nó bay dành bên phố. Đậu gió dữ quá mày ơi. Ôi ơi 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 ơi. Này xé là mày nhớ không? Lên rồi, tạo cái gió mạnh kìa mày ơi. Coi cái mập kìa. Căng luôn rồi, chối đầu luôn kìa. Đu. Chiếc luôn. Nó hộp lũi thôi. Chị kỳ quá vậy. Cái con diều của mình là nó bị gãy cái cây ở trên đây nữa các bạn, là nó cứ lẹ con kiết à. Con cũng dĩ kìa, cây con dĩ là đầy đủ thôi, cái bay được không nha. Nó đâu cái cây nó cũng như là mà yếu. Mà nó có lên không, có lên không? Thử cái có lẹ không, thử cái có lẹ không? Dĩ tôi hả thử rồi chạy chụp. Chứ con diều phụng hoàng của ông Bảo nó bay rất là ok luôn ha, nằm yên tĩnh luôn ha. Phụng hoàng là đập gì mà. Hơi nào mình nó bay hô phụng hoàng không vậy? Phụng hoàng là đập mình không? Rồi nằm yên thử cây có lẹ không vậy, nằm yên mấy thử lẹ không? Lẹ kìa. Tình hình là cái con diều đen của mình nó không chịu lên nên cơ mình sẽ cho thử cái con diều cá mập với lại con diều phụng hoàng của ông Dĩ với ông Bảo nó cứa vào thử nha các bạn. Đây đây để cho hai con ở gần nhau nè. Quay gần lại cái đã. Không phải chạy dây luôn á. Rồi hai con xét nhập lại cho thử coi con nào thắng vậy. Đổi dây nha mày. Con ai? Đúng rồi. Đúng rồi, rồi đó. Quán thêm nột nữa đây, cho hai nột đây. Quán nữa. Nột nữa, đúng rồi. Rồi. Còn Dĩ cao hơn nữa. Còn Dĩ yếu kìa. Ha
kìa, lỗi kìa, thấy lỗi không? Lỗi không? Làm được không? Cây á? Cây giờ đứng đây mới nói á. À, kết quả là con cá mập màu xanh với lại con phụ hoàng màu xanh, hai con chơi nhau thì con cá mập nó bị tắm xong rồi các bạn ơi. Con dĩ nó đang đi lụm diều kìa, không biết lụm được hay không nữa, đứt dây luôn. Để mình kéo thử coi cái đầu sợi dây kia như thế nào nha. Đây nó bị cắt đứt dây như thế này nè các bạn, hai con nó cứ cứa vào cái dây này bị đứt nè, dạng như là cái dây của con cá mập nó không có căng hơn hay sao á, nên nó bị cứa đứt. Rồi bây giờ mình sẽ thả con diều phượng hoàng màu đỏ nha bạn, lên chơi với lại con màu xanh nha, thử như thế nào nha. À, con diều phượng này là giá là 35.000 các bạn, còn con diều cá mập là giá chỉ có 25.000 thôi. Con diều phượng này nó mắc hơn tới 10.000 nha. Bởi vì nó bay, mình thấy nó bay rất là đầm luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ chơi con diều phượng hoàng màu đỏ này nha. Trả hù chứ, nó con nó xanh quá rồi. Mới ăn có mạng à, fit lock đó. Mình sẽ gắn cái cây này vô, con này khá là đơn giản, gắn cái cây này vô là chơi à. Ok rồi mình sẽ cột dây vô đây nha. Rồi cột vô. Còn nhiều nói vô mà không nó bị đứt nữa. Đó, ok, lên thôi. Dĩ cho diều đen hả vậy? Bay được không? Đây, đây là con diều phượng hoàng nha, mình sẽ thả diều phượng hoàng lên nha, thử coi con ở đây có đầm không. Đúng là mùa diều gió dữ quá. Sao nó cứ cái xu hướng chuối không vậy ta? Rồi cuối cùng sau một hồi vật vã là mình đã thả được nó lên trên trả rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi với lại con diều của Hồng Bảo nha. Vô cu. Vô, quấn vô. Quấn vô 2 vòng ha. 3 vòng. 3 vòng luôn. Rồi ok, lên. Lên lên lên. Ai có con diều đen nó vô nữa các bạn. Đây kết quả là cái con của mình đã thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ một dây của mình nó bị dính lên nó là một mình thả hai con luôn các bạn. Đây một mình thả nhiều đôi luôn nè. Quá dữ luôn, một dây thả hai con luôn nè. Đây kết quả là sau khi mà mình cứa nhau thì mấy hai cái dây nó cột nhau ở trên đó luôn các bạn. Là một mình bây giờ thả hai con nè. Bây giờ mình sẽ kéo hai con xuống nè. Thử nó sẽ như thế nào nha. Quấn dây là vậy. Kéo thử hai con diều một lần, hai con diều xuống nha. Kéo nhanh luôn nè. Hai diều tự nhiên nó trẻ ra, rồi rồi con màu đỏ đang chúi xuống. Rồi lên lợn rồi. Này ta gọi là một dây mà thả hai diều nè các bạn ơi. Quá dữ luôn. Quay được không? Rồi. Đây nguyên một đùi dây nè các bạn, thấy cái dây nó quấn với nhau như vậy nè, nguyên một đùi luôn nè, hình chữ Y luôn nè. Là một lần mình bây giờ kéo lần hai con xuống luôn nè. Rồi con màu đỏ anh chuối đâu rồi? Rồi còn có con màu xanh nè, kéo xuống luôn ha. Mọi thu rồi vậy.
Nói chung là cái con màu xanh này bay rất là đàm luôn á. Nhờ đây kết quả là sau khi mà cái con diều này nó chiến thắng được con diều cá mập thì mình thả con diều phụ hoàng đỏ lên thì kết quả là mình đã cứa đứt dây và hai dây nó quấn với nhau, một mình quả thả lần hai con diều luôn bạn, một sợi dây mà thả được hai con diều luôn. Mà nhưng mà mình theo đánh giá của mình là cái con phụ hoàng màu xanh này bay rất là đạp luôn các bạn, nãy giờ nó bay nó chưa biết gớt đắt là gì luôn. Mấy con, mấy con phụ hoàng với lại mấy con cá mập kia của mình thì cứ lên là thấy nó rất là lạng. À vậy bạn cứ bây giờ tới đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là mình thử thả diều theo phong cách là hai ba con nối dây với nhau và cứa nhau. Thì cứa thì con cá mập thì nó bị chìm xuống sông rồi, còn hai con quạng thì nó dính với nhau. À các bạn xem hết video này, nếu thấy hay thì like và share giúp mình. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Quán gì ở ngoài? Gì ở đây? Tôi nhận hả? Còn con, còn cái hộp của em nó đằng kia. Trời ơi, tôi nhận không nội. Cái này chắc cắt dục luôn á, dễ ơi sao quấn được. Thôi cắt luôn em nội.